Rồi cả nhà, bây giờ là áp áo vào trong quầy để chuẩn bị check in vé, không có tí nữa là muộn mất. Mẹ đứng ở ngoài này, sau loanh quanh sau tí nữa lại bắt xe về. Nhà đi bộ về cũng được. Không phải lo. Đấy. Rất đông khách này. Đã đi cửa ăn mình rồi. Rất đông khách. Sân bay thì đông luôn. Rồi cả nhà ơi, đang chuẩn bị lên máy bay Vietjet. Hôm nay đi Vietjet thôi. Đang lên máy bay này. Một ba lô. Một cái sách. Đó. Chào Sài Gòn. Chào thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà nhá. Hẹn gặp lại. Bảo đã xuống sân bay và đang đi về thủ đô Hà Nội. Ở đây gọi là cầu Nhật Tân anh nhỉ. Cầu Nhật Tân cả nhà nhá. Cầu Nhật Tân rất là đẹp này. Rất đẹp luôn nha. Cầu Nhật Tân. Hôm nay bác Vượng cho xe với lái xe là đón A Páo nha. Bác Vượng lúc nào cũng chu đáo nha. Thấy A Páo đến sân bay là cho người ra đón tận tình luôn, đúng anh? Anh là lái xe riêng của bác Vượng đúng không? Dạ vâng. Đấy rồi. Đón A Páo nhiệt tình luôn. Anh à nha. Cầu Nhật Tân này rất là, có thể nói là rất là nhiều tiền cả nhà. Bây giờ tổng chi phí mà để làm được một chiếc cầu như thế này thì chắc là phải hàng trăm nghìn tỷ đấy. Quá kinh khủng. Anh nhà đã đến Hà Nội đấy. Bây giờ là đi ăn cơm, chương trình ăn cơm gọi sản xuất thôi cả nhà. Đây đây, có các món này đấy, thịt kho này, sườn xào chung ngọt này đấy, giò này, cá kho này, cá ngoại này. Sơn Hải đang đi tìm chọn món đây. Này, Sơn Hải đang đi ăn tối. Này, Sơn Hải chờ A Báo ở Hà Nội ở Cầu Giấy nhá, ở Vinmart của Bắc Vượng nhá. Đấy. Tranh thủ sang khoa lấy đồ thì Sơn Hải gọi lại ở lại ăn cơm luôn, tranh thủ ăn xong là chạy nha. Ăn xong A Báo phải có chương trình đi làm nhà một tí. Đấy, không kịp còn lại. Đấy, nhà nhá. Không gian rất rộng ở Vinmart này. Có các đồ hàng tạp hóa, mình mua gì cũng có. Ba anh em rủ nhau đi ăn cơm. Đấy, anh Lập. Anh Lập đón A Báo với Sơn Hải đi ăn cơm. Đấy, đại ca nhá. Đây gọi món nha anh nhỉ. Lấy thịt kho. Anh thịt kho với... Thịt kho với... Cái món này món gì nhỉ? Sườn chuông ngọt với canh thôi. Thì có cái sườn chuông ngọt. Đấy cô gái đấy. Thì có nữa.
ăn ít cơm ở nhà, ăn nhiều sợ béo. Buổi trưa thì nhiều đồ ăn hơn nhỉ. Rồi, ăn này thôi là được rồi, không ăn nhiều. Chắc rồi, thôi, chắc rồi. Hai anh em Sơn Hải ăn ba suất cả nhà nhé. Đói quá ăn gọi ba suất. Đây, chỉ tiêu chỉ thế thôi. Không được ăn quá, sợ lên cân. Đây, mà gọi thêm không cho nữa, chỉ được ăn thế thôi. Thịt kho, cơm, rau, sườn và canh. Cả nhà nhé. Rồi, mời cả nhà ăn tối nhé, cả nhà nhé. Rồi, đi Sơn Hải đây. Sơn Hải đón báo kiêm cả sách xô vaccine đây. Đấy. Sơn Hải. Đấy, đang ở Hà Nội cả nhà ơi. Đấy, chờ xe. Tranh thủ cả nhà. Hai anh em là ăn tối xong rồi. Một suất có 35.000 thôi. À, 50. Hai suất có 100.000 thôi cả nhà. Của Bắc Vượng. Đấy, của Bắc Vượng. Quá rẻ mà lại ngon. Đấy, thịt kho đấy, với sườn chua ngọt. Bắc Vượng nấu rẻ thế nhỉ. Mà lại ngon nữa. Với đỏ bớ lại tiết tiền. Đấy, bây giờ lại về để lấy đồ để áp báo di chuyển này nhá. Đấy, anh Lập đang gọi anh em hỗ trợ đến bốc vác với cả lái xe vệ sĩ nữa. Hỗ trợ anh em đi. Đang ở nhà anh Lập nha, ngồi thăm anh chị nhá, ở nhà nhá. Đấy, fan hâm mộ cứng đây, thỉnh thoảng mềm. Đấy, nhà không có chi ngoài một đĩa bưởi này, bưởi hồng này. Đấy, bưởi hồng ngon này, ngon nhất Nghĩa Đông luôn. Đấy, Nghĩa Đông mình chưa có bưởi nên ngon này. Đấy, ở quê gửi ra. Đấy, ở dưới gửi ra. Đấy, cái chứ các bà ở quê là gửi ưu tiên hết. Đấy, Sơn Hải này. Sơn Hải tỉnh đi tan gãi nhá. Hai thằng rủ nhau đi tan gãi nhá. Đấy, bây giờ là hai thằng là đi uống cà phê này. Đấy, còn anh Lập là ở nhà. Đấy, bởi vì chỉ cũng cho đi. Chỉ qua đi. Anh Lập là tình hình là cử khi mua mà có thâm thương cô gái mua là chỉ ngăn cản cả, ngăn cấm được yêu đương ai. Đấy, đúng không? Có ý đồ là chỉ ngăn cấm lên. Chỉ cần có gọi là có hành động là chuột chạc. Cho về thì đông đi cay luôn. Thôi mời cả nhà ăn hoa quả nhá. Đấy, ăn bưởi nhá. Bưởi xin bưởi mà cháu đi tru ăn trộm suốt đấy. Bưởi ở người đông người đó. Sâm bảy. Bưởi sâm bảy nhá cả nhà nhá. Rồi. Cả nhà thân mến, hiện tại A Báo đang có mặt ở khách sạn X2 Vì Bờ ở thành phố Phú Thọ, địa chỉ Phú Thọ. Đấy, đang ngồi view rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy là đây là lòng hồ của công viên Văn Lang. Công viên Văn Lang ở đây cả nhà nhé. Mình có thể nhìn thấy công viên Văn Lang ở dưới này. Có một cái sân rất là lớn, rất là to để biểu diễn các chương trình nghệ thuật biểu diễn đây. Và ở bên lòng hồ rất là mát này. Và ở phía xa xa thì có một chiếc cầu màu vàng bắc ngang qua. Và có một mảnh đất nằm ở giữa lòng hồ rất là to và đẹp như hòn đảo. Có một ở phía bên này có một hòn đảo đây này. Đấy, cả nhà thấy chưa? Vậy à, bà sẽ quay lại cho mình xem. Đấy, quá đẹp luôn cả nhà nhé. Phía bên này là có những ngôi nhà cao ốc này rất to này. Xây dựng này quá đẹp. Cầu Phú Thọ ở nhà nhé, ở bên công viên Văn Lang. Rất là thơ mộng luôn. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Cả nhà ăn sáng. Chúc cả nhà ngon miệng. Chúc cả nhà một bữa sáng ngon miệng nha.
À, báo sáng đây. Công viên Văn Lang, Phú Thọ. Một không gian tuyệt đẹp ở bên khách sạn Hitchhike Viber. Mời cả nhà về ghé nghỉ dưỡng ở đây nhá. Đẹp luôn. Cả nhà thân mến, hiện tại App Báo đang có mặt ở nhà hàng Cao Lan ở Việt Trì, Phú Thọ. Đây, một nhà hàng rất là đẹp này. Có ba ba sông, ba lẩu, cơm, tám gà rang, ủi nhiều món ngon. Hôm nay được mời đi ăn cơm ở nhà nha. Bây giờ App Báo và cả nhà cùng trải nghiệm đi vào xem là nhà hàng có nhà hàng ở Việt Trì, Phú Thọ có món gì ngon không. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng vào nhé. Tranh thủ chụp một số kiểu ảnh ở đây đó. Đấy, nhà hàng rất đẹp này cả nhà. Đấy, không gian rất đẹp, rất rộng luôn. Rộng đi nhé. Có rất là nhiều đèn. Rất là nhiều đèn nằm ở trong cái lồng rất đẹp này. Đang nướng. Mà ngủ phòng cũng đẹp mà anh. Sợ nhất là lao chạm, va chạm tàu thôi nhỉ. Ui, cả nhà về Vĩnh Phúc chạy xô bằng xe điện đây. Đây, xe điện. Xe điện đang trả báo sang xe ông bà đây. Xe điện đây. Giờ cả nhà ông chủ nhá. Ông chủ gia đình lái xe điện đưa báo đi nhé, vui như tên luôn. Ở phía sau là có hàng ông về dây đạp nhé. Ôi, xin ông báo kiểu ảnh thôi, rồi đuổi theo xin kiểu ảnh nhá. Đi nha chị ơi. Ôi, sao rồi đuổi theo bằng xe máy xin kiểu ảnh thế này, đội mũ bảo hiểm vào, đội mũ bảo hiểm vào. Ôi rồi ơi, sao đuổi theo xin ảnh thế này, đội mũ vào. Ôi rồi ơi, đuổi theo xin kiểu ảnh. Ôi rồi ơi. Thôi, đổi mũ bảo hiểm vào. Đổi mũ vào nhá. Ôi giời, đuổi theo xin ảnh. Chờ áp báo về mất này. Ôi giời, đuổi theo xin áp báo kiểu ảnh này. Ôi giời, đổi mũ vào nhá. Đổi mũ vào, ôi giời ơi, chết rồi. Ôi bật chấp. Ôi giời ơi. Mũ lại thả. Em là chị. Đây nhà anh, đây nhà anh. Đây nhà anh, họ đuổi theo. Nhà anh này báo lại, nhà anh đây. Đuổi theo xin ảnh mới thế. Thương quá. Đây, anh chủ là đang đưa A Báo về với đại gia đình họ nhà trai. Đây, phía bên này là ở sau là có anh em quay phim. Đấy, anh em quay phim nhá. Và anh em thư ký lái xe đi ở sau để bảo vệ, hỗ trợ A Báo mạnh nhá. Úi giời, không phải đi. Đấy, và đây đang đi về họ nhà trai đây. Mát mẻ anh nhỉ. Hôm nay vẫn còn sớm cho nên vẫn tranh thủ được cung đường đi về nhà họ nhà trai đây. Cũng được khá xa cả nhà nhá. Hơn 1 km để về nhà trai. Nhà gái thì hoành tráng làm xong rồi, bây giờ đến nhà họ nhà trai. Đến rồi.